Hôm qua, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đã tịch thu tiêu hủy 1,2 tấn heo thối tại một cơ sở giết mổ trên địa bàn phường Long Bình. Số thịt thối này được đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Biên Hòa phối hợp trạm thú y thành phố Biên Hòa và công an phường Long Bình kiểm tra, phát hiện tại cơ sở giết mổ tại khu phố 5, phường Long Bình do bà DTK, 46 tuổi làm chủ. Thời điểm kiểm tra, một số nhân công tại cơ sở đang sơ chế khoảng 1,2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem dấu và bao bì kiểm tra thú y. Đặc biệt, số heo này đã tím tái, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai số thịt heo trên là heo chết do bệnh, được gom từ các trang trại trên địa bàn thành phố Long Khánh và khu vực lân cận. Sau khi thu gom, heo chết được sơ chế trước khi bán cho khách hàng ở Bình Dương và các mối lái khác. Công an thành phố Biên Hòa đã lập hồ sơ vụ việc, đề xuất xử lý đối với chủ cơ sở, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt heo thối trên theo quy định.